Đây khui bơm ra. Giếng này là giếng 60 nha. Xưa xài bơm hai đầu mà là điện nó tốn quá. Con nó một giờ nó khoảng được khoảng 2 khối tới 2 khối rưỡi. Tốn điện, bây giờ sẽ xài qua cái con biến tần này. Biến tần ống 60 nha. Này thì nó sẽ tiết kiệm điện hơn, lưu lượng nó ra vẫn vậy, lượng nước khỏe hơn. Một lần anh bơm đầy cái bể kia thì thời gian mất khoảng bao lâu anh? Cái này thì thường thường em cứ chạy hết nửa, cái là một nửa hồ thôi. Thì bơm cái này chắc phải 5 tiếng mà. À, 6 tiếng gì đó. Ok. 5-6 tiếng liên tục hả? Liên tục. Thì con kia tốn điện lắm này. Thì đúng rồi. Cháu một tháng nó mất cả tiền triệu luôn. Dạ. Công suất của con này này, 1,1 kW nhé, tức là 1,5 HP á. Vùng tua của nó lên được 5.500 vòng trên một phút, cho nên cái vùng tua nó lớn nó sẽ đẩy được cao, đẩy tối đa cao nhất của nó, thả sâu nhất nó này. Điện chạy từ 160 tới 245V này, dòng chạy là 4.4A này, thấp hơn con kia nhiều nha. Cái hộp điện của nó, cái nắp này, thông số này. Nếu mà ở độ sâu mà 70m á, là nó được 1,6 khối một giờ. 52m á, là được 1,8 khối một giờ, mà được 44m là được 2 khối một giờ. Thì cái chỗ này thảo khoảng chừng là 30m à. Thì nó lên khoảng chừng là được 2 khối tới 2 khối rưỡi một giờ nha. Ok. Quan trọng là nó sẽ có cái hộp biến tần đi theo, kèm theo cho nên nó bền. Và nó sẽ điều chỉnh vùng tua chạy từ nhà điện được, nhà tải. Ống 60 thì thả lò ống 60 này. Ok không? Họ thường là thả lò ống 60 nha. Giờ mình sẽ đấu điện. Cái điện hiệu em đi rồi phải. Đây là cái thanh này, là cái thanh này là để em mất nước á. Giếng bị hụt nước nó sẽ tắt bơm để bảo vệ bơm, không cho bơm chạy. Xài hoa tiện này thì nó sẽ tốn lúc đầu tiền, lúc đầu đầu tư là ống nước này, ống thả lại ống 27 này, chiếc cáp này, dây điện này, dây điện ba loại mới được nha. Đây là vườn rau. Anh trồng đủ loại rau luôn hả? Dạ, đủ loại luôn. Mùa mưa này tưới ít hay tưới nhiều anh? Hay là cứ tới thời gian là cứ tưới thôi? Mùa mưa thì tưới thôi. Mưa đâu có mấy lần. Cái gì? Đủ, hơi được không? Được cái này ra. Đúng rồi, được ra đi. Có cái dao đó á. Anh xài con nó lâu chưa? Chắc chưa được 5 tháng. À. Mà nó chạy cũng bền lắm. Chạy hoài, có thấy sao đâu. Dạ. Quan trọng là nó tốt điện thôi. Tốt điện. Hôm bữa rồi nó bị cái này thay. À, bị lủng đúng không? Lủng. Thay cái đó đi.
cái cuồn băng keo nước được kèm theo rồi ta. Chân mi kìa. Cuồn băng keo nước. Rồi. Cắt ốc ra giờ dán cho xuống. Bơm này thì nhẹ mà đúng không? Quan trọng là cái lưu lượng của nó là 1. Cái vòng tua của nó là 2. Nó lớn cho nên áp lực nước nó đẩy khỏe, đẩy được 70 m là tối đa. Này nó là biến tần mà, nó có cục hồ biến tần kèm theo nha. Cục này cục chống mất nước. Ô, vườn cái bạt à, uốn đi. Có cái nấu đó. Đâu? Nấu à, đây đây. Tao quay đấy thôi. Ok. Kêu nó. Mi chọc được đi. À, từ từ. Đừng có thảo vậy, cạp là cạp mà điện là điện chứ. Mày làm gì vậy? Mày vòng qua đây. Rồi, ổng. Chữ cảm nha, mà bắt đầu tuột rồi đấy. Dạ.
Xuống rồi. Tới nước. Thêm cây nữa chứ mày. Dạ, em mua tất cả là 8 cây á. Thả 7 cây. 7 cây. Chắc làm gì đến mức độ mà nó hút cạn đi. Không, không cạn mình lo thôi, chứ còn không cạn không cạn nổi đâu. Giữ. Đây còn nhiều đây này. Khóa nó vào cái cổ bên dưới. Dạ dạ. Thằng này nè. Luôn thêm vong một con tắt lấy hộp điện ra đây có thử màu rồi nha. Đầu sánh đỏ nha. Bỏ vàng. Hả? Bỏ vàng.
chạy cái Ganassi ở dưới Đồng Nai mà nó không có nước, cứ chạy cứ tự có nước là ngập cái cánh nó hút lên. Thế xong nó lại nghỉ. Vậy mà chạy 3 ngày 3 đêm. Mấy ông bảo với mày chạy nhiều thế. Mà không vậy thì không có nước tưới. Dưới Đồng Nai hả? Ủa Đồng Nai dưới đó anh cũng có làm à? Có, cái xưa làm ở dưới. Làm dưới Đồng Nai không có chuyển về trên này chứ. Nó không có nước mới chuyển về đây. À. Rồi một cái vườn đóng hỏa tiễn, đóng hàng 5-6 cái máy và cuối cùng phải trả công cho máy. Không có nước. Không có nước. Ok. Được không? Mở lên đi. Bịt cái đầu lại nghe hơi lên gì không? Từ thả lại rồi. Đúng rồi anh. Thử cho ủa vô phàn vô được không? Ê, cao thế. Đạt nhiều đây. Nhiều đây thì 1 giờ được khoảng 2 khối. Ống 27. Lấy cái đồng hồ của chủ. Đó em bé xem thử dòng lên bao nhiêu. Đúng rồi, cái này thì thoải mái mà. À, lên được bao nhiêu? Dòng chạy 4-3. 4-3 là 1 giờ nó khoảng 2 khối. Con này chạy nhất nó là con này chạy ít nhất phải 9-3. Nó gần gấp đôi, nhưng mà lượng nước nó sẽ mạnh hơn con này một xíu. Đúng rồi, mạnh hơn. Thì đó chỉ được ra được khoảng 2 khối rưỡi hả? Thì giếng khoan hút sâu thì khoảng tầm 2 khối rưỡi là tối đa. Hay là nó để nó chạy ngoài được. Thoải mái, bao anh chạy. Chạy cả ngày cả đêm. Để thử dạo xuống nha. Phải chắc để mắc luôn. Em đang thử, dạ. Đây mà để chín thấp. Con tua đang là 2009 2008.
là vậy, tăng lên có hiểu không? Muốn lên ạ. Ừ. Hết cờ chưa? Tính về lâu dài thì nó lời thôi, chứ còn mà nhìn trước mắt thì nó vẫn yếu. Được không anh? Được. Hả? Được. Vì cái này mình chạy đường dài mà về điện mình lời hơn. Đúng rồi, thì về điện năng thì nó lời hơn. Cái hai nó có thể mình chạy cả đêm được. Thoải mái. Còn cái này mình chạy một thời gian mình phải ngắt nguội rồi lại tiếp tục. À. À, anh chạy cái máy kia nó nóng đúng không? Nó nóng chứ. Vì cái này mình cứ chạy hoài được, nó cứ đủ nước nên nó mát nước đấy chạy hoài. Thứ hai là nếu như mà trước ấy thì em cứ tưới cái này này, khi em tưới thì em phải ngắt cái bơm to cái đi. À. Còn bây giờ mình tưới thì mình cũng bật cứ để cho nó thoải mái. Để nó chạy được. Không ảnh hưởng. Nó không phải ngắt. Tại sao em phải ngắt đi? Ngắt đi vì sợ điện nó yếu, tại vì hai nhà bên kia đều chung một đường mà. À, chung một nguồn điện qua kia đây hả? Con bơm ra của em này nó có 2,5 kg à? À, có 2,5 kg à? Ừ. À đâu? Bơm chìm à? Nửa rưỡi chứ. Bơm chìm à? Bơm chìm. Nửa rưỡi. Hai ngựa, ừ, con này hai ngựa. Con dưới này hai ngựa, một bằng 1,5 kg. Thôi được rồi. Đó. Anh cứ cho bơm thử đi, bơm thoải mái đi anh. Dạ. Dạ, dạ. Cái này xíu anh che điền lại giúp ạ. Chưa, phải đấu lại chứ, quên. Này đang thử mà. Cứ đóng điện là tự nó chạy thôi gì anh? Dạ. Không cần phải bật gì đúng không? Đúng rồi. Look, Jack.